Nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một cái chú lợn vàng vô cùng là đáng yêu nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái compa này để mình sẽ sử dụng để mình sẽ làm cái phần tai và cái phần đầu của cái chú lợn này. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng kéo để mình cắt này. Mình sẽ có bút bi mực đen nhé các bạn, bút bi mực đen và bút chì. Tiếp theo là mình sẽ có một cái súng bắn keo này và mình sẽ có ba cái phần màu cơ bản để mình sẽ làm cái hình chú lợn này. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái phần tờ giấy màu vàng này. Cái phần tờ giấy màu vàng này thì mình sẽ làm cái phần con lợn nhé. Thì con lợn của mình nó hoàn toàn là sẽ có màu vàng. Và mình sẽ có thêm một cái phần màu xanh như này. Nó là tại vì sao? Bởi vì là mình sẽ vẽ cái con lợn này, mình sẽ dán con lợn này lên trên cái phần tờ giấy màu xanh này để làm cái phần nền nhé. Và mình sẽ có cái cuối cùng là cái phần màu đen để mình sẽ vẽ cái, mình sẽ làm cái phần mắt, hoặc là các bạn không cần cái phần tờ giấy màu đen và mình sẽ vẽ bằng cái bút bi màu đen luôn cũng được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách để làm được cái chú lợn này nhé. Thì đầu tiên đối với cái phần tờ giấy màu xanh này thì các bạn có thể cắt đôi nó ra cho mình, để mình sẽ chỉ lấy một nửa thôi, một nửa để làm cái phần nền của cái bức tranh của cái lợn này thôi. Đây, các bạn sẽ gập đôi nó vào như này và các bạn sẽ cắt đôi nó ra nhé. Các bạn sẽ cắt đôi nó ra cho mình. Các bạn có thể sử dụng kéo hoặc là dao dọc giấy thì tùy các bạn nhé. Các bạn sử dụng cái nào cũng được, nghĩa là các bạn có thể cắt nó ra. Đây, thì mình sẽ sử dụng cái dao dọc giấy để mình cắt nó ra như này. Bước tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái phần tờ giấy màu vàng này. Đây là mình sẽ chỉ lấy một nửa thôi đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy cái tờ giấy màu vàng này nhé các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắt ba cái hình tròn, mình sẽ quay ba cái hình tròn để làm cái phần mặt của cái chú lợn này. Thì các bạn sẽ cắt ba cái hình tròn bằng nhau cho mình nhé. Cái phần chú lợn này thì cái phần mặt này, cái phần tai thì nó sẽ bằng nhau, thế nên là các bạn sẽ sử dụng ba hình tròn bằng nhau. Đây, các bạn sẽ sử dụng cái compa để các bạn quay hình tròn giúp mình nhé. Rồi, các bạn sẽ sử dụng cái compa này, các bạn sẽ quay cái hình tròn cho mình nhé. Đó, các bạn sẽ quay vừa phải thôi nhé. Nếu mà cái chú lợn của mình nó bị to quá thì nó sẽ bị to hơn cả cái phần nền thì nhìn nó sẽ không cân đối luôn. Nên là các bạn khi các bạn quay cái hình tròn để làm cái phần tai và cái phần mặt thì các bạn sẽ lưu ý cho mình là cả cái phần tai và cái phần mặt này mình cộng thêm cả cái phần người nữa thì nó vẫn phải nhỏ hơn cái phần nền màu xanh nhé. Đây, mình sẽ có ba cái hình tròn như thế này để mình sẽ làm cái phần mặt của cái chú lợn này, mặt này và hai cái tai. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vẽ cái phần mắt nhé. Cái phần mắt này thì như mình có nói, các bạn có thể sử dụng màu đen để các bạn cắt thành hình tròn, hoặc là các bạn sẽ sử dụng cái bút để các bạn tô cái hình tròn cũng được. Bây giờ thì mình sẽ đi mình tô hai cái mắt hình tròn cho nó nhanh nhé. Mình sẽ tô hai hình tròn vào đây. Rồi, cái phần mũi của chú lợn nha. Mũi của chú lợn thì lát nữa mình sẽ cắt cái phần mũi. Bây giờ thì mình sẽ vẽ cái phần miệng này. Vẽ cái phần miệng thì nhìn nó sẽ hơi cong cong như này, mình đang nhìn về một phía đúng không? Nhìn về cái phía bên tay trái này. Bây giờ thì mình có thể cắt thêm một cái phần để làm mũi nhé. Thì các bạn có thể cắt thêm cái phần màu vàng này, hoặc là các bạn có thể đây, các bạn có thể cắt nó như thế này, hoặc là nếu mà các bạn không muốn sử dụng cái phần màu khác thì các bạn sử dụng luôn cái phần màu vàng, các bạn cắt thành cái phần hình tròn để chia cắt được cái phần mũi này ra. Bây giờ thì mình sẽ dán cái phần mũi này vào giữa cái phần miệng, vào giữa cái phần miệng và cái phần mắt, dán vào đây. Sau khi mà đã có cái phần mũi này rồi thì bây giờ mình sẽ đi làm cái phần tai. Thì đối với cái phần tai của cái chú lợn này nha các bạn, thì các bạn sẽ gập hai bên mình lên cho mình như này. Đây, các bạn sẽ gập hai cái phần này lên, các bạn gập lên thôi nhé, chứ các bạn không gập nó vào với nhau, các bạn chỉ gập nó cong lên thôi. Nên mà các bạn sẽ dán cái một cái tai, các bạn sẽ dán vào đây, dán hơi thấp xuống một tí.